Xin giới thiệu các bạn Onkyo V77 Made in Japan. Đầu máy CD âm ly và giải mã cổng quang optical, trực tiếp Smart TV. Và chúng ta đang chơi đĩa CD đọc tốt các bạn nha. Mặt đẹp, loa đẹp. Kèm điều khiển học. Cái giá thành mình có để ở bên dưới video. Tại sao anh luôn và thường suy tư trong những chiều buồn. Anh muốn xa em phải không? Ôi đời ai hiểu đàn ông mới yêu thì hứa một biết tại sao anh em hay vì sợ mãi đây em không yêu. Mình đang sử dụng điều khiển và các bạn thấy được cái motor ở bên trong nó làm cho cái volume này nó xoay. Còn ở đây thì chúng ta có 3 chế độ equalizer cài đặt sẵn, đó là S.Bass 1, 2, 3. 3 nấc này tương ứng với tăng bass treble 3 chế độ, giống như lao nét trên âm ly lớn là tăng bass treble lên cùng một lúc các bạn nha, nhưng mà 3 chế độ lận đây. Và bạn khi mà chúng ta chỉnh cao lên nấc thứ 3 thì một cái phần âm thanh nó tăng lên, cái phần bass và treble nó tăng lên là tối đa rất là nhiều luôn, có sự thay đổi rất là lớn. Âm trầm nó các bạn có thể chơi tốt ở cái không gian phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng khách chung cư luôn. Và bên cạnh đó nó được trang bị thêm cổng súp điện, thì các bạn có thể gắn súp vi tính của các bạn để muốn các bạn xem phim, chơi nhạc mạnh gì đó. Còn ở không gian vừa phải thì con này bass cũng tốt rồi các bạn nha. Bởi vì cái thùng loa của nó bản thân cũng nặng chất 3,7 kg, mỗi loa 70W. Bass của nó là màn sợi quang rất là đặc trưng. Để mình tăng sáng lên và zoom lại gần để các bạn sẽ thấy rõ hơn được cái độ đen chi tiết của cái màn loa nha. Rất là độc đáo luôn. Và cái sợi quang này là một cái ưu điểm cho những cái thể loại nhạc như là nhạc trữ tình, guitar, rumba, hòa tấu, thiên về nhạc cụ. Đó, Onkyo luôn luôn có một thế mạnh như vậy. Và bên cạnh đó thì mình sẽ cho các bạn xem ở bên trong. Đây, mình chưa có vệ sinh, chủ yếu là cho các bạn xem. Đây là còn một cặp loa. Hiện tại mình đang còn một cặp nữa, là cặp V77 bán lẻ, các bạn có thể mua lẻ ghép với âm ly đang có. Và mình bật flash lên. Đây, các bạn có thể thấy mạch phân tần của chúng ta, hai cuộn dây đồng nha, hai cuộn. Các bạn thấy nó, đó, cuộn này đó, rất là lớn. Hai tụ màu xanh và hai con điện trở màu trắng đó. Đây là cặp loa Onkyo V77 có mạch phân tần riêng. Bản thân âm ly với 4 con sò than, tiếng nó đã rất là sạch rồi. Nhưng mà thêm cái cặp loa của chúng ta có bộ mạch phân tần riêng nữa, do đó nó lọc âm thanh lại khi mà qua loa một lần nữa. Rồi còn ở đây thì đây, cái củ loa của nó nè. Đây hơi dơ dơ đó các bạn nha, lau là sạch ngay. Củ từ đôi bọc nhôm và đường kính ở phía sau các bạn thấy gần như là bằng cái mặt trước luôn. Đó mà 12 và ở phía sau là tầm khoảng 10. Từ hai từ một lớp, hai lớp và bọc thêm cái lớp này, lớp nhôm bên ngoài là để tản nhiệt và nó chống nhiễu đó và giảm rung nữa. Tại sao mà gọi Onkyo là dòng nồi đồng cối đá là như vậy các bạn nha. Mặt của nó là mặt phay nhôm, nắp bằng nhôm và nút con này cũng bằng nhôm. Rồi chúng ta đang chơi đĩa CD. Cổng AUX thì các bạn sẽ kết nối với lại điện thoại, máy tính hoặc các bạn kết nối với hộp Bluetooth giống như vậy. Và trong nhiều clip gần đây thì mình có đề cập đến hộp này. Tín hiệu analog
truyền từ đây đi vào máy. Còn đây là tín hiệu cổng quang trên TV. Không sử dụng đĩa mồi gì các bạn nha, trực tiếp. Và đây cũng là một cái đầu âm ly Made in Japan kim giải mã. Khi các bạn gắn cổng quang và các bạn có thể xuất ra tín hiệu ra ao nào, một ao, hai ao, hai cổng ao để các bạn có thể xuất ra hai cái âm ly như là âm ly karaoke, âm ly lớn của các bạn. Vì những cái âm ly lớn thì không có cổng quang nên do đó nó cần một thiết bị trung gian để chuyển đổi, hoặc tốt hơn là giải mã giống như con này là nó giải mã các bạn nha. Và có cổng quang ao nữa nè. Bốn con sò than, hai tăng phô lớn và tăng phô nhỏ dành cho phần nguồn và dành cho công suất riêng. Lưới loa đầy đủ. Đó. Nó có cái lưới này nó hơi dơ để mình ngâm mình giặt lại. Phần này mình chưa có giặt. Đó, đầy đủ nha. Tuyến loa đẹp hết các bạn. Đó, các bạn nhìn còn rất là đẹp. Nguyên bản và chạy tốt để chép. Chạy cổng AUX, chạy cổng quang. Và các bạn có thể mua cái đĩa này Phono ở trên các trang thương mại điện tử. Vì khá là nhiều khách hỏi mình mua ở ngoài tiệm, nhưng mà hiện tại là mình cũng đang mua trên trang thương mại điện tử thôi, vì ngoài tiệm là gần như là dẹp hết rồi. Các bạn chờ mình xíu mà mình sẽ chuyển qua chơi cổng AUX các bạn nha. Chúng ta có thể sử dụng điều khiển để chuyển cổng hoặc là bấm trực tiếp ở trên máy. Con này ở trên máy chỉnh khá là đầy đủ. Các bạn chỉ cần sử dụng điều khiển để ngồi xa nó tiện. Và cái thứ hai nữa là chế độ S-Bass, có nghĩa là tăng bass treble cùng một lúc 3 chế độ chúng ta sử dụng trên điều khiển nha. Tất cả các dòng Onkyo chỉnh đa phần chỉnh trên điều khiển. Cái phần chỉnh chế độ âm thanh đó. Và mình xin bấm qua cái FM AM để dò con thử coi con này bao nhiêu. Đây, con này full đài Việt Nam 108 nè. Có một số khách cần cái tín hiệu của FM này. Nếu các bạn cần thì các bạn phải gắn anten vào để dò đài và nó sẽ tùy vào vị trí khu vực của các bạn. Chuyển qua cổng digital là cổng quang nè. Đó, cổng line nè, có 3 cổng AUX để các bạn kết nối 3 thiết bị. Các bạn có thể gắn nhiều dây cùng một lúc, chẳng hạn như vào điện thoại, vào máy tính hoặc vào box Bluetooth. 3 cổng AUX, 1 cổng quang. Và có 3 và có 2 cổng xuất analog nha. 2 cổng. Sáu ôm. Đó, loa vuông bức đẹp các bạn nha. Và có ai thắc mắc về cái âm treble của Onkyo tại sao nó sáng tiếng và nó chi tiết như vậy thì đây là một phần để nói lên. Đây là một cặp treble mà mình đang cột lại. Các bạn có thể thấy từ đôi. Đó, từ đôi ở phía sau này là một cái gông bằng gỗ để mà nó tiêu âm. Đây là ở giữa là một cái lớp tản nhiệt bằng nhôm rất là dày và cái đường kính nó lên đến 6 cm. Ở dưới ở trên là 5 cm. Thì các bạn có thể thấy được một cái phần đầu tư quá bài bản.
để mà cho một cái chất âm chi tiết cho cái phần siêu trép của chúng ta. Còn cái củ loa bass thì đây rồi, khỏi nói rồi, đường kính khủng. Và có thể các bạn sẽ, nếu mà con này so với cái đồ Trung Quốc, một củ loa này đường kính 10 cm và từ đôi nha, chứ không phải là từ đơn nha, sẽ có thể tạo được một cái phần âm bass 3 tấc cho một cái loa Trung Quốc. Còn ở đây hãng Nhật đầu tư về cái phần chi tiết của âm thanh và cái độ bền bỉ, do đó cái đường kính mặt trước của loa không phải là chỉ tạo cái âm bass nhiều mà chỉ mang lại một cái sự chân thật cho cái phần âm thanh chi tiết. Rồi, quay trở lại với phần âm thanh mà chúng ta sẽ test cổng MIDI và sau cùng là cổng quang các bạn nhé. Oh sorry các bạn, nè, đĩa đang chạy nè, nó hiển thị rất là rõ ràng. Cái màn hình của con V77 này hiện tại còn sáng nét và chữ nó rất là rõ. Rồi mình tạm ngưng. Chuyển qua cổng quang. Cổng quang optical. Một bài nhạc ra khá là quen thuộc mà mình hay test máy. Chút nữa mình sẽ test một bài nhạc trẻ, một bài nhạc rap cho các bạn luôn. Dòng chữ Optical Digital In Out Convert. Đó. Optical cổng quang của chúng ta đó các bạn. Đây, chúng ta đang chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cổng lại lại nha. Sẽ nhắc lại là có 3 cổng AUX. Nó đặt tên theo 3 cái tên là Line, CDR và Tape. Thay vì nó đặt là 1, 2, 3 thì nó đặt theo cái tên này cho các bạn dễ nhớ nha. Cùng một tính năng thôi. For your love, where you go, girl? I'm looking for your love, where you go, girl? Tìm anh vỡ nát, chơi với anh nghe biển hát. Không em nơi đây dường như biển khác, không còn hiền hòa, không còn yên lặng, nhưng lại dồn dập và đầy bí ẩn cùng màu xám. Buộc không có tí nắng, như con tim em vô tình và độc ác. Nhưng anh vẫn không đi con đường khác, bởi vì anh đã yêu em nhiều như thế đấy. Anh đã yêu em nhiều như thế đấy. It's killing me, girl, I mean that. Walk through hell like I've been there. Love hurts a bit, just me. But I'm in too deep, baby, trust me. I'ma keep it going till I see your smile. Even though the wound trying to stop me now. But baby girl, please wait for me. I'm here for lonely, this deep sea. I'm losing myself just to fight your love. If you can't find it there, then I lose it all. Is it love hurts a bit, just me? But I'm in too deep, baby, trust me. Still looking for your love, where you go, girl? I'm looking for your love, where you go, girl? Show me what I'm.
Ok, cảm ơn mày đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình. Đây là dàn Onkyo V77. Giá đã bao gồm điều khiển học và chưa bao gồm biến áp và ship code các bạn nha. Kèm cho các bạn dây loa và dây kết nối điện thoại. Những cái phụ kiện kèm theo mình có để đầy đủ giá thành ở bên dưới. Đây là một trong những cái thương hiệu và một cái nhọc trong những cái dòng giá thành rất là phải chăng, với một chất lượng rất là cao và bán rất là chạy ở cả thị trường Nhật và hiện tại bán ở Việt Nam mình. Đây là một trong những cái dòng bán rất là chạy của mình các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình và bên tay tạo cho mình dàn Onkyo đầu máy Make in Japan này.